Hôm nay là kỳ 13. Chúng ta học về cái loạt bài tham thiền. Kỳ thứ 13 chúng ta học về cái bài quán cảnh. Quán thân rồi, quán tâm rồi, bây giờ tới quán cảnh. Xin các Phật tử lưu ý, như tôi nói, cái này tôi phải nhắc hoài nhiều lần thôi, là tất cả những cái bà, những cái cô có khi nấu ăn cho trên thế giới này, là có cả bên nam, bên các ông, là những người mà làm đầu bếp nấu ăn cho bất cứ dân tộc nào trên thế giới, đã gọi là cái người nấu ăn thì không bao giờ không có muối mà làm cái người đầu bếp nấu ăn được. Cho nên là hãy muốn làm người đầu bếp nấu ăn là phải chấp nhận là phải có sử dụng muối. Ở đây người đệ tử Phật mà học Phật thì phải chấp nhận là phải tu tập, học tập về tham thiền. Chứ gì như lần rồi chúng ta học tham thiền, cái bài tham thiền rồi đó, chúng ta tham về thức uẩn, quan tâm tâm thức chẳng rời nhau, ý thức thêm vào đủ bộ ba, dù gọi ba tên mà cũng chỉ là thức uẩn thôi. Sở tri tác thọ hỗ tương nhau, thế thì là cái chữ thức uẩn, cái ngũ uẩn đó là phải nhớ rằng là nó là tâm, mà nó cũng có cái tên là thức, mà cũng có cái tên là ý, và nếu mình học rộng thêm nữa nó cũng có thể nói là giác cũng được. Tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sinh tâm ức sở tri lượng từng niệm phát hiện. Khi mà nó giác ngộ rồi, nó thành ra gọi nó là cái tánh giác. Tánh giác chân không, tánh không chân giác. Cái câu đó rồi là chỉ cho thức. Vì thủy quả phong không kiếm thức. Thức mà khi mà nó trong sạch rồi, nó giải thoát hết chuyện não vô minh rồi đó, thì nó thành gọi đó là bằng chữ giác. Cho nên ngoài cái tên thức ra, nó còn là ý thức, ý giác, tâm. Để ý cái đó. Rồi chúng ta học chữ quán thì chúng ta là học chữ quán về quán ngã. Quán ngã xong rồi quán tâm, rồi quán cảnh, rồi quán ngã. Để ý cái đó mà học tập trên đường tu học của mình. Hôm nay tôi triển khai về quán cảnh. Như chúng ta biết đấy, về cảnh đó thì nó hằng hà sa số cảnh vật ở trước mắt ta. Nhưng mà nói về cảnh đó,
Thì nó duyên sanh, nó hiện khởi ra hàng hà sa số ở trước mắt ta đều gọi là cảnh cả. Nhưng mà nó không ngoài là sáu cái thứ, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cho nên là tôi đúc kết thành ra một cái bài thơ như thế này: sắc tánh xưa nay vốn tự nhiên, thanh hương vị xúc hổ tương thành, pháp kim tâm sắc chưa tham nhiễm, lục cảnh vô tư trước lục căn, đó là cái bài tham thiền và học quán về cảnh. Thì nói về cảnh thì tư nó nhiều vậy đó, thiên hình dạng trạng vậy đó. Trước mắt chúng ta là núi, sông, trời, mây, non, nước, đất, liền. Và trong cái cỏ cây đó thì nó hàng hà sa số với cây, hàng hà sa số với cỏ, mà chúng ta chưa có những nhà thực vật, chưa có những nhà động vật học nào mà hiểu hết và biết hết được. Thế thì trước những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của chúng ta đó, thì nó thiên hình dạng trạng như vậy. Mà thực ra là nó duyên khởi, nó tác hợp để nó thành ra vạn cảnh đó. Là không có ngoài là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc và pháp. Thế thì sao cái món đó mà gọi là lục cảnh, sáu cái cảnh, mà đối tượng với sáu cảnh đó là sáu căn, sáu căn với sáu cảnh là hai cái phần, một phần là chủ thể phân biệt là lục căn, mà đối tượng phân biệt là lục cảnh, là sáu cái cảnh: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cảnh nó có là do nó có đối đãi với căn. Mà căn mà nó có tác dụng sinh khởi để nhận thức được là do có lục cảnh. Mà cái tánh của cảnh đó, như cái bài mà tôi vừa đọc, sắc tánh xưa nay vốn tự nhiên, thanh hương vị xúc hổ tương thần, pháp kim tâm sắc chưa tham nhiễm, lục cảnh vô tư trước lục cảnh. Thì theo giáo lý đạo Phật, dựa vào kinh điển Phật dạy, thì cảnh nó thiên hình dạng trạng như vậy. Mà riêng cái món ban đầu là cái món sắc, xin nhắc là sắc nè, thanh nè, hương, vị, xúc, pháp đều gọi là cảnh cả đó. Khi mà nói tới là chúng ta học
quán chiếu tư duy và cảnh đó, tức là cảnh sắc đó. Thì sắc là sắc đã đành, mà thanh hương vị xúc pháp sáu cái món đó cũng thuộc về, thuộc về về cảnh, thuộc về một kết cả đó, thuộc về sắc cả đó. Mà sắc tánh xưa nay vốn tịch nhiên, có nghĩa là sắc thanh hương vị xúc pháp đều thuộc về sắc cảnh từ xưa nay, từ hồi nào từ giờ, từ vô thủy di chứ vô chung. Theo giáo lý của Đức Phật, Đức Phật tư duy quán chiếu nhận thức rõ rằng sáu cái cảnh đó gọi chung là sắc đó, cái tánh của nó là tự nhiên, tánh đó là tự nhiên. Tự nhiên có nghĩa là vắng lặng, an nhiên, nó không có, nó không có làm cho ai khổ đau, nó không phải là nguyên nhân gây khổ đau cho con người, không hề làm cho ai buồn bực khổ đau gì cả. Nó cụ thể hơn là nó chẳng làm cho ai sinh tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn, tâm nghi, vân vân và vân vân. Nó là nó, sắc là sắc, nó không làm gì cho ai buồn bực khổ đau phiền toái gì cả. Nếu chúng ta biết khéo vận dụng nhìn nó, mà theo kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật dạy cho các cái hàng sanh văn la hớn, Đức Phật thường gõ các hàng sanh văn duyên giác, các ông những điều mà ta nói, ta sắp nói các ông không thể hiểu được. Thế thì cái điều mà Đức Phật dẫn tới dẫn lui để cho các vị đệ tử thanh văn la hớn nhận thức đó, là Đức Phật nói rằng là cái pháp của ta sắp nói nó khó lắm, các ông không khó mà tiếp nhận nổi, khó hiểu. Tới chừng năng nỉ nhiều lần rồi thì là Đức Phật mới giới thiệu bằng cái cách là phải nhìn giả pháp qua thập như thị. Qua thập như thị thì các vị nào mà ta đã có nghe nhiều bộ kinh, nghe cái pháp qua thì các cái bộ kinh khác đã có nghe nhiều rồi đó, thì nhớ thập như thị. Đức Phật dạy hãy nhìn dạng pháp qua như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Hãy nhìn giả pháp qua thập như thị, cái này là tu đại thừa tột đỉnh cao của các hàng đại bồ tát mới huấn luyện mình, mới có cái nhìn thập như thị nổi. Còn như chúng ta thì bây giờ phải học để mà tập tỉnh, phải huấn luyện, phải bồi dưỡng thân tâm của mình, bồi dưỡng lục căn của mình trước lục cảnh, rồi tập nhìn dạng pháp qua 10 cái tánh tự nhiên đó, 10 cái tánh như thị đó, 10 cái tánh tự nhiên đó. Thí dụ như mình nhìn về một cái bông hoa đẹp,
nghĩa là mình nhìn về một cái trái hay cái thức ăn ngon, nhìn về mình ngửi về những cái thứ ngửi thơm tho, thì thường thường mà nó gây ra cái tâm tham, cái tâm nhiễm, là do mình thấy cái hoa đó mình chấp mắt nó là đẹp, mình ngửi cái trái đó, cái hoa đó, mình đam mê cái hương của nó, rồi mình thích cái món ăn đó qua cái vị của nó. Từ cái chỗ mà tham mà thích và đắc ý mà mong cầu muốn được muốn giữ, cho nên á cái hoa đó nó thành ra cái nguyên nhân đau khổ cho con người. Cái trái cây đó, cái vật ăn đó đã làm cho nguyên nhân đau khổ, nó làm thành nguyên nhân đau khổ của con người. Cái hương đó đã làm thành nguyên nhân đau khổ của con người, phải tìm tòi, phải kiếm, tìm phải giữ gìn nó, bảo thủ nó. Nói chung là từ vật chất, là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp cũng vậy hết. Nó không có là nguyên nhân làm cho ai thèm thuồng đau khổ bảo thủ gì hết ấy. Thế mà khi con người mà nhìn vào sắc, nhìn vào cái hoa, ăn vào cái vị, đam mê cái vị, ngửi cái hương, lại bảo thủ cái hương, mình bỏ mất cái tấm như thị, cái tấm tự nhiên vốn có của cái hoa, của cái món đồ ăn, của cái hương. Cho nên mình phải khởi tâm, mà khởi tâm là mất đi cái tính chất như thị của nó. Chứ như thị có nghĩa là nó như vậy là để nó như vậy, nó như thế là để nó như thế, mình đừng có chen vào. Nhìn cái hoa hồng đẹp, cái hoa Leon đẹp, hoa Mimosa đẹp, cái hoa Lis đẹp, là tại mình nói nó đẹp, chứ còn hoa thì nó không nói nó đẹp bao giờ. Cũng như rượu, rồi các cái thứ rượu ta nấu ra thì rượu vang, rồi rượu nó bò lê ông, rồi nó rượu Hennessy, rồi rượu bia, rồi đủ thứ vô trong cái tiệm rượu là đủ thứ. Người ta ngày xưa người ta có câu là tử bất tí nhân, nhân tử tí, hoa bất mê nhân, nhân tử mê. Ta lấy hai câu đó để ví dụ cho cái chuyện mà sắc cảnh nó không có tác động, nó không có hại, nó không phải là nguyên nhân đau khổ của con người. Thế nhiên như rượu thì rượu đó là rượu chứ, có thể làm nhiều thứ thuốc để trị bệnh cho con người, chứ đâu phải là rượu là ai cũng phải mê rượu, rồi không có rượu là không được đâu. Các bà ra đâu có bà từ nhỏ tới lớn ta bà cũng uống rượu, đâu có sao, càng không có cái vụ gọi là nghiện là ghiền. Nhưng mà các ông thì là ghiền, nghiện ghiền là tại các ông chứ đâu phải tại rượu. Cho nên ta gọi là tử bất tí nhân, nhân tử tí, rượu nó không có làm sai người, tại người sử dụng không đúng cách, không đúng chỗ, không nó quá đi cái yêu cầu liều lượng đối với cơ thể con người, cho nên nó sai khớp, sai men, sai siêu đình ngã quá. Mà thật sự cái tấm rượu không hề có làm sai cho ai. Tất cả những cái bông hoa đẹp là tại người cho nó là đẹp, rồi có người đam mê. Chứ thì thật là hoa nó không hề làm mê ai, nó làm cho ai đam mê, ai đắm nhiễm. Mà tại mình đam mê, mình đắm nhiễm làm cho mất cái tính tự nhiên vốn có của nó. Mà kinh Phật gọi đó là mình hãy nhìn vạn pháp, mình hãy nghe vạn pháp,
mình phải thấy giảng pháp, mình ngửi giảng pháp, mình xúc giảng pháp, mình biết giảng pháp qua cái thập như thị. 10 cái món đó, tánh của nó như thế thì mình nhìn nó như thế thôi. Cái tánh của cái hoa thì nó mới nở ra thì gọi là hoa hàm tiếu. Hoa hàm tiếu nó đẹp lắm, rồi khi nó nở toàn diện ra đó, thì gọi là cái hoa nó nở toàn diện. Rồi trong vòng mấy hôm rồi thì nó đương nhiên là theo cái quy luật vô thường là tự nó héo rồi, nó phai nhạt màu sắc rồi nó héo rồi. Ủa, thế thì cái tánh của hoa là như thế. Mà ta nhìn cái bằng như thị tánh, cái tánh của nó là như thế. Nó mới trổ ra thì nó đẹp lắm đấy, nhưng mà khi trổ 2-3 ngày rồi, nói 2-3 ngày chứ là thật sự ra đạo Phật tên gọi là tình sắc na sinh diệt. Từ khi nó hàm tiếu nó cực đẹp cho tới nó nổi bừng ra, mình cũng còn gọi là đẹp. Nhưng mà khi nó nở và toàn diện rồi thì nó bắt đầu nó suy thoái, cũng từng phút từng giây từng sắc đa sinh diệt cho tới 2, 3, 4, 5 ngày gì đó tùy theo thứ quan. Thì nếu nó tạm phai, sau đó nó thành ra rác, chân trên bàn là đem nhờ bỏ dục nó ra thùng rác. Đó là nó tình hoa, nó con người cũng vậy. Con người lớn lên, thanh niên thì nó đẹp, cái đẹp của thanh niên làm cho cái bên nữ giới thấy cái đẹp của thanh niên cũng thích. Thì bên nữ giới có cái lúc mà tuổi thanh xuân, tuổi cập kê, thì nó giống như cái hoa hàm tiếu vậy. Lúc đó là cực kỳ đẹp, ngoan mục. Ai nhìn thấy cái hoa hàm tiếu nó đẹp, ai cũng thích. Thì cái người nữ phái thì đối với bên nam, cái tụi cặp kê nó cũng, người ta cũng thích dữ như vậy đó. Nhưng mà nó là nó, chứ nó cũng chẳng phải là cố ý cứ làm gì cho ai, mê hoặc ai hết. Ấy thế mà tại người ta sanh cái tâm mê, mê hoa, mê cảnh cũng như mê người. Đó là do mình đầu tư cái nhận thức của mình, rồi nó đi tới cái nhận thức đó, nó lôi kéo tâm mình, nó lôi kéo thân mình đối với cái hoa, đối với cái sắc. Thì làm cho nó gây ra, có thể là nguyên nhân an lạc về mặt tục đế cũng có, nó cũng có làm cho người ta vui, người ta thích, người ta thỏa mãn cái đam mê, cái lưu luyến của người ta. Nhưng mà đã có thỏa mãn được cái đam mê, cái thích ý thì rồi đó cũng có sinh ra những cái bất mãn, bất bình, bất như ý. Thì tại vì mình sử dụng, mình làm cho cái tánh như thị của cái hoa nó mất chất. Mà khi mình nhìn cái hoa đẹp rồi, tới mấy ngày mà tàn nó thành rác, mình đem bỏ vào thùng rác, nó sẽ được bày hay ở trên cái bàn, nó rơi rụng trên cái bàn, đem qua đổ ra ngoài cái thùng rác, thì cái rác là phải đẩy rồi, phải đổ đi nữa. Đó là mình nói cái hoa, còn các cái thứ khác đó cũng vậy. Cho nên là phải tập nhìn cái bằng như thị tánh, cái tánh của nó như vậy, nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, nó diệt như vậy. Đừng lưu luyến thì đừng lưu luyến, đừng đam mê thì nó không có cái sự thích thú và bất mãn bất bình. Còn nếu có cái thích thú, đam mê thì có cái bất mãn bất bình sao đó. Vì vậy mà phải nhìn cái bằng như thị tánh, cái tánh của sự vật hiện tượng nó như vậy, nó sanh như vậy.
trụ như vậy, nó chịu như vậy, nó chịu như vậy. Vì thì tấm thì tướng, cái tướng của nó như vậy. Cái tướng của cái hoa hoa lis là như vậy, hoa dê là như vậy, hoa huệ là như vậy, hoa hồng là như vậy. Tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, cái thể chất của nó như vậy. Cái năng lực, sức chịu đựng của nó như vậy. Cái công dụng tạo tác của nó làm ra nó như vậy. Phải hòa hợp nhân duyên, có nước, có phân, có giống, có công sức của người, có ánh sáng mặt trời, vân vân. Tánh thì tướng, thì thể, thì pháp, thì nhân, cái nhân của nó như vậy, gieo nó như vậy, trồng nó như vậy, nó ra như vậy, gọi là cái thị nhân, cái nhân nó như vậy. Quả là cái kết quả nó ra cái bông nó như vậy, cái trái của cây nó như vậy, cái hạt của cái giống nó như vậy, gọi là cái thị quả. Sự việc cái kết quả nó hình thành như vậy, gọi là như thị báo. Như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh, nghĩa là nhìn từ đầu tới cuối cái quá trình tiến triển của nó như vậy, là nó như vậy, để nó như vậy, nó diễn biến ra 10 cái giai đoạn như vậy, hãy nhìn nó như vậy, gọi ra là nhìn bằng cái cách cái bậc thập như thị, 10 cái món như vậy, tâm là như vậy, tâm là như vậy, thể chất của nó như vậy, nhân nó như vậy, duyên của nó như vậy, quả của nó như vậy, cái báo của nó như vậy, và rốt ráo nó là như vậy. Đừng để cho nó tác động, nó làm cho mê hoặc con người. Qua bức mê nhân, nhân tự mê là vậy. Qua bức mê nhân, đó là nó có cái tánh mười, vừa cái tánh như thị của nó. Mà nhân tự mê, khi mà con người mà mê nó rồi thì nó mất đi cái tánh như thị. Cho nên tu là vậy đó, tu là phải tập thiền là vậy đó. Tập thiền là cái lời Phật dạy như vậy rồi, rồi mình mới lấy cái cành hoa để mình đặt cái mình là cái người năng quán chiếu, năng tư duy, tức là mình là người năng thiền. Còn cái cành hoa, cái trái, cái hương lấy làm cái đối tượng sở thiền đấy. Cho nên là tham thiền năng sở phải văn minh, là chúng ta đã nghiên cứu cái bài trước đó. Tham thiền phải có năng thiền, có sở thiền, có năng tư duy, sở tư duy, phải có chủ thể tư duy và đối tượng để mình tư duy. Thế thì là mình lấy cái đối tượng là sắc cảnh. Sắc tâm xưa nay vốn tự nhiên, phải thấy cái tính tự nhiên của sắc. Thật thiền đấy, thật thiền là vậy. Thế tự nhiên tôi có chiếu qua cái Phật dạy là hiện tượng giải pháp, biểu lộ qua sắc tính đó, qua thanh hương, sắc thanh hương bị xúc pháp. Sáu cái đó gọi là thuộc về vật chất, thuộc về cảnh chứ. Cái tấm nó có phải là tự nhiên, là vắng lặng tự nhiên không? Thế thì là chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta là gọi là cái người đệ tử Phật là người hành giả, cái người hành thiền, cái người tu tập, thì mới dựa vào cái lời dạy của Phật. Thế mà tham, chứ tham tức là lấy nó là cái đề mục để mình tham gia vào. Rồi chỉ thiền có nghĩa là mình nghiên cứu, mình tư duy, mình quán chiếu, mình quán chiếu để cho tới khi nào mà mình thấy được cái đúng như là dạy là sắc tánh xưa nay giống tự nhiên, mà có phải vậy không? Phải thì mình mới theo đạo Phật. Còn nếu như lời của Đức Phật dạy mà không phải, là mình có quyền không nghe mà không theo đạo Phật,
không có tội lỗi gì hết, đừng sợ. Nếu Phật dạy mà trúng thì nghe theo, mà lời Phật dạy mà không trúng thì tham, nghiên cứu, tư duy, nhận thức, phân tích mà sai thì cứ bỏ, không có tội gì hết. Thì câu đầu là chúng ta chỉ nói sắc tánh xưa nay vốn tự nhiên, phải tham đó, Phật dạy là vậy. Phật dạy sắc tánh xưa nay nó tự nhiên, hãy tập nhìn nó bằng 10 cái như thị, coi cái gì có đúng không, đúng thì tin, không đúng bỏ đi, không sao hết, không phải có tội. Thì nói sắc tánh đó, thì chúng ta phải nhớ cái sắc á, thuộc về trong đạo Phật gọi là sắc pháp đó. Những cái pháp mà thuộc về sắc đó thì nó gồm có sắc là thuộc về vật chất, cái gì thuộc về vật chất đều gọi là sắc hết, rồi thanh hương vị xúc pháp, thanh đó cũng thuộc về sắc, hương cũng thuộc về sắc, vị xúc pháp sáu cái món đó gọi là lục cảnh đó, là đều gọi là thuộc về sắc hết đó. Phải học đó, học Phật là phải chịu nghe lời kinh điển nói rồi chịu đem ra tư duy quán chiếu bằng cái sức thiền định của mình. Thanh cũng là sắc, bởi vì tuy là thanh là mình không cầm nắm được, nhưng mà nó có tác dụng. Cho nên là nếu mà dùng cái điện, cái từ là cái điện mà kêu bằng cao tầng, dùng cái cao tần số của điện năng á, nó tác động vô trong cái âm thanh, nó có thể chở cái âm thanh từ đây qua bên Mỹ tức khắc đó, từ Mỹ qua Nga, từ Nga qua Nhật, từ Nhật qua Phi Châu đi tức khắc. Do vậy mà cho nên mình ngồi đây mà mình nói điện thoại với bên Phi Châu cũng được, còn nói bên Úc Châu cũng được, nói bên Mỹ cũng được, nói bên Nhật cũng được, là vậy đó. Là vì nó có cái điện, cái tần số cao nó mới chở âm thanh nó đi. Còn âm thanh của mình đó, mình nói ra đó thì nó vẫn là sắc đó, nó vẫn là có cái khả năng là người ta hội tụ nó lại được đó. Nhưng mà tại vì cái tai của mình, cái thấy biết của mình đó, nó thô thiển lắm, còn cái tần số kia nó nhuyễn, nó nhỏ, nó mịn lắm, thành ra mình không thấy, mình không cầm nắm nó được. Chứ cái điện cao tần, cái tần số cao đó, nó chở âm thanh đi đó, để chở nhanh cho tới nghĩa là mình ngồi đây mà mình được cái tần số của điện lên, nó chở cái âm thanh, nó đưa khắp cả toàn cầu mà dừng mà nghe được hết. Tôi thì không phải là cái nhà khoa học chuyên môn, mà đã để là mình biết qua vậy, và mình tư duy mình thấy rõ đó vậy. Nếu nó không có cái gì để chở thì cái tần số cao là cái gì cũng không có chở được. Nhưng mà nếu không có dùng cái tần số của điện cao, tần số cao để chở, thì cũng là nói của mình mà mình nói nghe có 10 thước, 15 thước, xa hơn chút nữa nó cũng nghe. Mà ở đây mà mình ngồi đây mình bấm cái điện thoại di động, mình nói cả năm châu, muốn nói châu nào nói, nghe được tức khắc với nhau. Như vậy điều đó chứng tỏ rằng nó là sắc đó, cái âm thanh đó vậy, chứ mà nó là thuộc về sắc, thuộc về một chất đấy. Rồi màu sắc cũng vậy, màu sắc mình mở TV ra cả thế giới, trên các cái vệ tinh nó truyền hình xuống, mình coi là những cái trận đá bóng ở trên thế giới đó, thì cũng do cái tần số cao của điện, những cái tần chở những cái hình ảnh đó. Cho nên âm thanh là sắc, là có hình ảnh,
nó chở đi, có âm thanh nó chở đi được rồi, mà hình ảnh đó, nó cũng chở đi được đó. Cho nên cái đó tôi chỉ sắc hết á. Thật ra cái chữ sắc, cái tôi gồm cả sắc, cả thân, cả hương, cả vị, cả xúc, cả pháp. Mà theo lời Phật dạy là sắc tánh xưa nay vốn tịch thanh, vốn tự nhiên. Chữ pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, thì Pháp Hòa nói câu rất đơn giản. Rồi một ông tổ thêm một câu nữa là xuân đạo bạch qua khai hoàng quanh đề lưu thượng, thành ra bốn câu mà nghe là. Thì trong thiền học rồi ta phải thường dẫn dụng để nói là cái tính tự nhiên của sự vật hiện tượng. Thánh bồ mùa xuân thì là hoa nở, đó là một hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tự nhiên và tự nhiên của giải pháp. Đừng hỏi tại sao. Chứ vòng quanh thì bắt đầu cái cây nó, chứ nó không có đào hang nó. Nhưng vòng quanh đề lưỡi thuộc nó hót cái đáy từng cây, gần cây liễu. Đó là tính tự nhiên của giải pháp. Nó như vậy là như vậy, đừng hỏi tại sao. Cho nên nó có cái tính tịch thanh của nó. Vì vậy mà mình quán chiếu cho kỹ rồi đó, mình phải tự nhận cái sai trái của bản thân mình trong cuộc sống của mình. Chứ một cách nó không phải là nguyên nhân cho tất cả mọi người đau khổ. Người không có tham vật chất thì đâu có khổ vì vật chất. Cũng đồng thời là mỏ vàng, cũng đồng thời là kim cương, là vàng ngọc, cũng đồng thời là nhà cửa cao rộng có ở trần gian này người ta tạo ra đó. Nhưng mà không phải người nào cũng khổ vì vàng vì ngọc, không phải người nào cũng khổ vì nhà cao cửa rộng, không phải người nào cũng khổ vì tiền tài, không phải người nào cũng khổ vì danh vọng địa vị, mà cần tùy người. Chứ có người không khổ. Mình sắc thân hương vị xúc pháp có đó, nhưng mà không phải ai cũng bị sắc thân hương vị xúc pháp, nó là đau khổ. Bởi vì sắc tánh xưa nay vốn tự nhiên, nó không phải là nguyên nhân đau khổ. Đó là điều có thật. Mà muốn thấy được sự thật đó là phải học tham thiền. Cái chữ tâm thiền là vậy đó. Hỏi ai là người làm được việc đó, có làm được việc đó hay không? Xin trả lời là có. Đó là đức bổn sư của chúng ta. Đức bổn sư của chúng ta đối với sắc thân hương vị xúc pháp, người đủ sức thụ hưởng. Bởi vì Bổn Ca là một hoàng tử, mà hoàng tử là đương nhiên là lên ngôi vua mà không hề có ai cạnh tranh. Quyền hành sắp xếp của cả hoàng cung, của cả hoàng tộc, của cả gia đình, nhất định là Bổn Ca là người lên kế thế địa vị và vua, chứ không có cạnh tranh. Nhưng mà Đức Phật không thọ những cái sắc cực kỳ sang trọng của nhà vua, những cái thanh, cái hương, cái vị, cái xúc, cái pháp mà nhà vua, cái đời sống của một vị hoàng tử, đời sống của một vị đế vương tương lai có khả năng hưởng sắc thanh hương vị xúc pháp đạt tới đỉnh cực kỳ so với mọi người khác đương thời với mình. Bởi vì mình là hoàng tử, mình là vua mà, thì cái sắc thanh hương vị xúc pháp vốn có ở trong cái đất nước, trong cái thời đại đó, mình được quyền thọ hưởng cực kỳ. Mà có thọ cực kỳ thì có vui thì có khổ,
Do vậy mà đức bổn sư của chúng ta không bằng lòng thọ những cái buổi đó, mà nhìn dạng pháp qua thật như thị, sắc thân hương vị xuất pháp nó như thế là cứ để nó như thế. Lục căn của mình nhãn nhĩ lý thị thân ý nhìn lục cảnh sắc thân hương vị xuất pháp qua bất mê nhân, nhân qua bất mê nhân nhân tự mê, mà đây là đức Phật của chúng ta không có mê, không có nhìn qua, không có mê qua, nghe nhạc không có đam mê, nghe âm thanh nghe nhạc không có đam mê, âm thanh không có đam mê nhạc, ngửi mùi hương các mùi hương nhìn một vị hoàng tử có khả năng có đủ các thứ hương hạnh nhất của Phật đạo, của đường thần, của người đương thời, mà đức Phật cũng không đam mê cái hương. Các cái thứ thực phẩm về vị giác hoàng tử vua có khả năng ăn cái cực kỳ ngon, mà hoàng tử không làm vua, không cần ăn những thứ cực kỳ ngon béo khoái khẩu đó. Vị xúc cũng vậy, nềm ấm chân em ngai vàng đen ngọc, Đức Thích Ca không dùng. Và những cái ý nghĩ vẫn vơ, ý nghĩ không lành mạnh của ý thức, Phật hạn chế làm chủ được cái ý nghĩ của mình. Như thế thì sắc thân hương vị xúc pháp sáu cái cảnh đó không tác động được người, mà người đó là thái tử hoàng tử tất đặt ra, người đó là con vua tịnh thành, người đó là cái người mà thành một vị giáo chủ của ta bà, là Phật Thích Ca. Đấy thì chúng ta tự nhiên chúng ta quán chiếu là chúng ta thấy rằng là sắc cảnh giờ này bố tự nhiên làm được đấy chứ, nhìn là cảnh bằng thật như thị được đó chứ. Nhìn như là giả pháp, mọi cảnh giới bên ngoài sắc thân thân chỉ xuất phát bên ngoài bằng thật như thị được đó chứ. Mà nhìn được như vậy là người đó là có khả năng giải thoát giác ngộ cực kỳ, không còn ai hơn, thì gọi đó là thành vô thượng bồ đề, là Phật đấy. Chứ không ai là không có cầu nguyện, không có danh sinh, không có lợi lực, không có, không có tưởng tượng gì hết đó. Thân thân vị xúc hổ tương, hổ tương, hổ tương thành. Thân thân vị xúc cũng nói giống y như vậy. Bởi vì chữ sắc đó là thân hương vị xúc pháp đều gọi là sắc hết đó. Cho nên sắc tâm xưa nay cũng tự nhiên đó, thì mình phải hiểu rằng là thân hương vị xúc đều gọi là sắc hết. Sắc thân hơn vị xúc đều gọi là sắc hết. Chỉ có cái chữ pháp, sắc thân hơn vị xúc pháp đó là chữ pháp, là kinh điển người ta chia ra nó nửa sắc và nửa tâm. Nó sắc nó tâm, chứ sắc thành hương vị xúc cái đó là mình có tư duy, có quán chiếu, mình thấy rõ nó là một cách rõ ràng, nó là sắc rõ ràng, nó là một cách rõ ràng. Chỉ có pháp, cái này phải tham thiền mới thấy được cái pháp là cái gì, pháp cảnh là cái gì,
Pháp cảnh là cái cảnh mà nó thuộc về nửa sắc nửa tâm. Tại sao nói là chỉ pháp đây là cái, là nó một sự việc pháp cảnh, nó lục cảnh ở trong, nó là một cảnh ở trong sáu cảnh, mà nó là nửa sắc nửa tâm là sao? Kinh điển nói như vậy, và sự thật đó là sao? Mà muốn tìm hiểu sự thật của nó là phải học thiền, và phải thân thiền là vậy đó. Cái chữ thân thiền là vậy đó. Mà cái thân thiền nó đi đôi với cái chữ quán chiếu. Cái người mà tham thiền thì cái người đó phải vận dụng cái trí để mà quán chiếu. Tham đi đôi với nó đi kèm theo quán. Mà quán ra thì như chúng ta học vừa rồi đó, quán chiếu thì là được nha, quán chiếu thì trí, mà quán tưởng là ly. Quán chiếu thì là trong đạo Phật sử dụng rất là hiệu quả, dùng cái trí tuệ mà tư duy mà quán chiếu mà soi rọi để nhận thức, để đánh giá, soi rọi để phân biệt, để nhận thức, để đánh giá một sự vật nào đó, một đối tượng nào đó, thì quán chiếu là một hình thức, một sự biểu hiện của người tu thiền sử dụng cái trí để mà nương giá và tham, tức là nương giá vào một cái đối tượng nào đó để mình nhận thức, rồi mình phân biệt, rồi mình nhận thức, rồi mình tư duy, rồi sử dụng quán chiếu. Thành thiền nó đi đôi với quán chiếu. Mà còn hay là quán tưởng thì phải để ý đọc cái bài quán tưởng là không được tưởng rồi. Quán tưởng là nó đưa tới mọi nguyên nhân của đau khổ. Nếu mà quán tưởng mà quán tưởng sai nó thành ra vọng tưởng. Quán tưởng mà là mục tiêu là thành ra vọng tưởng là nguy hiểm vô cùng. Cho nên là quán tưởng là có trong con người, nó có cái tánh tưởng sắc thọ tưởng hành thức kia mà nó là một cái bộ phận, một cái thành phần ở trong tâm của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải về nhặt cái quán tưởng. Quán tưởng mà nó đi đôi với vọng rồi, nó thành thành vọng tưởng là vô cùng là sai trái đạo khổ. Tưởng mà tưởng một người mà trong mộng, tưởng người yêu trong mộng, cái này bữa lần trước chúng ta nói là cái tưởng biết là lần này mang bệnh mà chết thôi, thần kinh đầu óc hư hao hết. Tưởng người yêu trong mộng mà người yêu nó không hiện thực, không hiện thực được. Tưởng một vị thần thánh nào đó ủng hộ mình, mà thần thánh thì không có khả năng ủng hộ ai cả. Thành thánh là do tự mình tưởng mình đặt ra. Giống như là tôi đã từng nói, tất cả những ông thần mà trong chuyện phong thần đó là do tu thượng tử nhà Phong. Đó là cái chuyện mà quan đường tưởng tượng của nhà văn ở Trung Quốc thời xưa, dựa vào những cái nhân vật có thật hồi đây là thương. Nhưng mà rồi từ cái có thật một mớ là ta hư cấu thêm vô, ta đặt ra nhiều thứ, nhiều tên, rồi cư tự tư nha Phong là thật hết. Thế thì những ông thật không có thiệt, những ông là Thái Thượng Lão Quân có thiệt, những ông Hồng Quân Lão Tổ cũng có thiệt, những ông Xích Tinh Tử, Quảng Thành Tử, Dân Trung Tử rồi đó cũng có thiệt. Na Tra con với Tịnh, thì Na Tra là do Thái Ất Chân Nhân rồi lấy cọng sen làm lại, thế là cái hình của Na Tra bằng cọng sen, lá sen. Na Tra lúc thịt là trả cho mẹ, đó là vấn đề đặc chiều khác.
Nhà dân là biết rất là hay, mình đọc mình mê, tôi thì là mê đến chấm này. Nhưng mà cái đó không có thiệt. Nếu mà mình lỡ, mình lầm mà mình không hiểu, mình tin thần thánh như vậy đó là mình tin cái không có, ta gọi là cái kiểu quá, ta là quá tưởng tượng. Mình tưởng tượng như cái không có. Và đâu mà sẽ cấm cái tổ. Tưởng nó đi rồi chứ giọng là bọn tưởng là nguy hiểm vô cùng. Thật ra tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng là gì. Đừng có đâm hẹn đó, đừng có lưu luyến đó. Tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng. Tưởng là không, không là tưởng. Cho nên tu hành là phải để ý. Cho nên là Bồ Đề Niết Bàn, Bồ Đề Niết Bàn là không được tưởng. Bồ Đề Niết Bàn không có được tưởng. Có cái bài mắt dở dở quá, muốn lật lại cái bài để nhắc cái chữ cho chính xác mà kêu không ra. Nhắc lại là bởi vì cái chữ pháp là nó kiêm cả tâm và sắc, tâm sắc và tâm sắc cái lúc chưa có tham nhiễm. Sắc tánh xưa nay vốn tự nhiên, thân đơn nguyện xuất hổ tương thanh. Hổ tương thanh chứ không phải chữ thành, sai, mái sai. Pháp kim tâm sắc chưa tham nhiễm. Cái chữ pháp là nó gồm cả tâm và sắc. Chữ pháp là một phần tâm, là cái nhận thức, cái trí nhận thức của mình, và nó nhận thức nó lưu giữ lại cái hình bóng của sắc, của thân, của hương, của vị, của xúc. Năm cái món đó hàng ngày mình tiếp xúc cái sắc với thân với hương với vị với xúc, thì cái ý thức của mình á, cái tâm của mình, cái ý thức của mình á, nó tiếp xúc về sáu cái tiền cảnh kia, năm cái tiền cảnh kia, sắc thân hương vị xúc thân. Nó tiếp xúc hàng ngày thì cái mà cái tâm của mình mà mình phân biệt, mình nhớ lại những cái hình ảnh của sắc, cái âm thanh của tai, của tai nghe, rồi cái hương thơm cỡ nào đó của hương, cái vị mặn lạc chua cay béo mùi ưa thích cỡ nào đó của vị, và nóng lạnh mềm cứng chín nhanh mà mình đã tiếp xúc hàng ngày, năm cái hình ảnh đó mà trước khi mình ngồi rồi nó có thể hiển hiện ra. Những cái hiện đó là do cái nhận thức của tâm của mình nó in vào những cái hình ảnh đó của quá khứ đó, bây giờ nó còn lại ở trong tiếng mình, cái đó có thật trước mắt, cái đó trong kinh sách thì gọi là tiền tầm lạc tạ ấn tử, tức là cái bóng cái hình, cái dáng, kể cả cái bóng hình của hương, của vị, của xúc, nó lưu lại trong trí,
thì tâm của mình nhận thức, mình nhớ lại năm cái cảnh đó, thì cái đó nó gọi là gọi là pháp đó, pháp cảnh. Cho nên cái pháp mà pháp cảnh là mình nói là nó lưu lại những cái hình ảnh của sắc, của thân, của hương, của vị, của xúc mà mình chưa có khởi cái tâm phân biệt. Chưa khởi tâm phân biệt thì nó lưu lại vậy thôi. Còn nó mà, cho nên ở đây nó có câu rồi nè: pháp kim tâm sắc chưa tham nhiễm. Pháp nó kim về pháp cảnh này, nó kim cả tâm vậy, nó hai phần, nó kim cả phần tâm và phần sắc mà chưa có tham nhiễm. Còn nếu như mà khi mà nó sinh ra tâm nhiễm rồi đó, thì lúc bây giờ cái người học Phật người ta mới nói cái đó là pháp cảnh. Ồ, cái chữ đó là chỗ sâu đó. Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần là khi nó bị tham nhiễm rồi đó. Chỗ đó là chỗ học Phật khó đó nha. Nhà sư nói nó bố là đụng cái đó là nếu mà lây nó giác là nhà sư cũng ngã vật ra chết rồi. Nếu nó nguy hiểm vô cùng, nhà sư mà lỡ mà lây nó giác là nó đặt cái này là chết rồi, dễ gì nói đâu. Cho nên là người ta tôi luyện giảng sư là ta phải tôi luyện kỹ nữa, chứ không khéo là lỡ cái là lúng túng rồi là bị đối lập liền. Sắc thân thân vị xúc pháp ta gọi là lục cảnh, chứ chưa được quyền nói lục cảnh. Cho nên đây cái câu thơ này nè: sắc tâm xưa nay vốn tự nhiên, thân thân vị xúc hổ tương thanh, nghĩa là nó vẫn còn cái tính thanh tịnh của nó. Tâm nơi quỷ xuất vẫn còn tấm thanh tịnh của nó. Pháp kim tâm sắc chưa tham nhiễm, cái chữ pháp cảnh đó là tâm và hình bóng của năm cái cảnh trước: sắc thanh hương vị xuất, hình bóng của sắc thanh hương vị xuất hợp tác với cái tâm, vẫn nhớ đạt và vẫn nhận biết hình bóng của sắc. Điều âm thanh của thanh và mùi hương của hương và cái ý vị của vị và những cái sự thích hay là không thích của ý vẫn còn của sức vẫn hiển hiện ra trong trí con người mà nó chưa có bị nhiễm. Pháp kim tâm sắc chưa tham nhiễm, cho nên tham nhiễm rồi đó thì người ta gọi đó là pháp cảnh, mà phần tâm chưa có lưu luyến, chưa có nhiễm mô, chưa có tham đắm. Còn sắc thân nhân bị xuất phát cũng chưa bị tham đắm, bị lưu luyến, bị nhiễm mô. Do vậy mà ta gọi là lực căn và lực cảnh. Mà khi mà tâm bị tham nhiễm rồi, sắc thanh thơm vị xúc là cái đối tượng bị tham nhiễm rồi, thì lúc bây giờ phải gọi là lục căn và lục trần, chứ không gọi là lục căn và lục cảnh. Ngược lại khi nó chưa tham nhiễm thì phải gọi là lục căn và lục cảnh, chứ không được gọi là lục trần. Điều đó nói lên cái gì? Nói lên dạy người đệ tử Phật rằng là phải coi chừng sắc thân hương vị xúc pháp đối với phàm phu chúng sinh, nó là lục trần đấy, nó là nguyên nhân đau khổ của thèm thuồng, của tham muốn, của kỳ vọng, cho nên nó đau khổ.
vì nó làm đau khổ. Do sắc thân hương vị xúc nó làm đau khổ cho con người, cho nên gọi nó là lục trần. Nhưng mà với những cái bậc đại Bồ Tát và những cái bậc mà là tu hành đạt đạo rồi đó, thì sắc thân hương vị xúc không phải là nguyên nhân đau khổ nữa, vì người ta làm chủ được tâm hồn rồi, người ta nhìn giải pháp qua 10 cái tấm như thị của nó rồi, thì sắc thân hương vị xúc pháp không phải là lục trần, mà nó chỉ là lục cảnh. Tham thiền là vậy, học đạo Phật còn phải tham thiền là vậy, nó chẳng có tổng cái gì hết đó. Tổng chí bắt Phật tự nhiên ngồi nghe từ sáng tới chiều của một bộ kinh không có được. Phải học tham thiền à, kinh nào cũng vậy, phải học. Không có lời Phật dạy tụng kinh, tụng kinh giả minh Phật chi lý, cái này tôi nói hoài thôi à. Tụng kinh là để đúng cái lý, cái ý tứ là dạy của Phật dạy cái gì, rồi mình lấy cái đó là mình tham thiền. Tham thiền có nghĩa lấy đó là cái đối tượng để mình quán chiếu vào trong đó, mình phân biệt, rồi mình nhận thức cái nào đúng, cái nào sai, cái nào là cần sửa đổi, cái nào cần phải bỏ đi. Tham thiền là vậy đó, rồi tu hành là vậy đó. Khi mình tu cái kiểu tên là tụng không vậy đó, tụng không vậy là mình nó cưng của nó không được cái gì đó, thì gia giáo càng không được nữa. Lễ bái ông gì, lễ bái ai, cứ lễ bái tụng niệm. Lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái, mấy năm cầu, mà lễ bái bao nhiêu là cầu nguyện bao nhiêu, khấn giấy bao nhiêu, khấn cầu không được, giờ giờ đâu mà biết rằng khấn cầu không được. Ô, nếu mà khấn cầu được thì ai để cho mình bệnh chi mà phải đi đành mà thương tốn ngày trong ngày là 5 triệu, 2 triệu, 3 triệu, khấn cầu cho tâm ảnh hoài chứ. Rồi khấn cầu cho đi cá độ nó banh thì lần nào cũng trúng hết chứ sao để thua được chi. Rồi cái ông đen trai thì gì mà lần đó rồi thua quá rồi đi giết người đó, ông đen trai đó báo năng tôi còn nhớ đó, giết người rồi chặt ra cái khúc rồi bỏ trong cái mông như lông đen á. Nói tới cái lần đó rồi tôi nhớ tới mông lông đen, tôi giờ thấy tôi sợ là tôi nhớ tới đen trai. Đen trai là cái tên của một ông mà người Thái Lan, cá độ thua quá rồi đi giết là bạn của mình, mà chặt cho thầy cốt rồi đem bỏ, nên bỏ lúc chi gần nhiều người bỏ hai ba chỗ, cuối cùng nó bắt được ông nên cha đó, tôi xử tôi thân tử hình gì đó. Nếu cứ cầu được ai để tôi thua chi, ta khấn nguyện cho trúng cá độ đu ngựa nè, ta khấn cho trúng số đề nè, ta khấn cho mình là trúng đá banh nè, rồi làm ăn cái gì ta cũng khấn cho trúng hết, ta khấn cho heo không có tai xanh nè, ta khấn cho gà không có gà vịt gia cầm thủy cầm nó không có hết năm ngày một nè, ta phải khấn cầu cho được cái ai dạy gì mà để cho cái lớp chất mà không có chịu tận như vậy. Về chính phủ ta cũng không cần mà phải có y tế tiền để ta do thầy chùa, ta mời các ông thầy chùa tăng đi tính cầu nha, ta mời các cái ông mà chức sắc ở trong các cái đạo tôn giáo đó là nguyện cầu à, chứ ta đâu có cần là phải làm y tế rồi phải bỏ ra tiền tỷ 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 để nghiên cứu ra các cái môn vaccine này vaccine nọ thuốc kia. Cho nên khấn cầu không có được, hên xui thất bại đó là người ta có hên có xui có thất bại đó là tại vì khấn cầu không được. Chứ nếu khấn cầu được rồi ta nhờ thầy chùa, ta nhờ các ông chức sắc ở trong các tôn giáo ta cầu nguyện à, nhưng mà khấn cầu không được, khấn cầu không được, hên xui mãi má mợ ông nào nhận lễ tao, ông nào nhận lễ tao, tao kêu bằng ông đàng hoàng mình nhận lễ tao mà không hộ tao được, giờ tao bá vợ đó,
đó, nó hết sức rõ ràng vậy đó. Rồi thiền định là vậy đó, thiền định là mình nghe coi cái lẽ phải đó nó có đúng không, cái lẽ phải mà người ta đánh đổ có đúng không, còn cái lẽ phải người ta triển khai ra, ta yêu cầu mình nghe đó, nhận thức đó, coi có đúng không. Nếu đúng là mình lấy, mình theo cái đạo đó, mình theo cái lời dạy của cái vị giáo chủ đó. Còn nếu thật là bỏ, không có tội gì hết á, đừng có sợ tội. Người ta dạy sai vậy bậy, mình làm theo mà mình không làm theo rồi gọi là tội, là tội thì sao? Không có cái đạo Phật, không có cái đó. Nói bậy là cái việc đánh đổ bỏ mà không có tội gì hết. Cho nên cái chữ đó để ý là pháp kim tâm sắc chưa tham nhiễm. Một phần tâm, một phần sắc. Phần tâm là nhận thức, cái hình tốt, cái lưu lại trong trí mình á, của sắc, của thân, của hương, của vị, của xúc, nó lưu lại trong trí mình mà nó chưa bị tham nhiễm. Còn nếu nó bị tham nhiễm rồi đó, nó lưu lại cái hình tốt của sắc, của thân, của hương, của vị, của xúc mà nó bị nhiễm ô rồi đó. Ví dụ như là mình đi chơi với nhảy đầm rồi mình ăn chơi trác tán, vừa ăn vừa chơi vừa nhảy đầm vừa âu yếm vừa dâm dục, mà trong một buổi chơi đó, mà bây giờ mình ngồi mình nhớ lại cái hình ảnh đó, là cái đó là gọi là lục, gọi là trần đó, gọi là sắc trần. Mình thực hiện cụ thể bằng xác thịt, giữa xác thịt với xác thịt để làm những điều sai trái, thì cái đó là gọi là cần đó, xác là xác cần đó. Rồi nhớ lại cái hình ảnh mà không còn gần gũi cha nữa, không còn âu yếm yêu đương bằng cách sai trái đó nữa, bây giờ còn cái hình ảnh đó, thì cái đó đó là pháp cần đó. Còn nếu cái hình ảnh mà nó chưa có bị nhiễm ô đó, thì ta gọi là pháp cảnh, sắc cảnh, thân cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh, pháp cảnh. Khi nào nhiễm ô rồi thì gọi là sắc cảnh, thân cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh, pháp cảnh. Học cái này là phải để ý mà tư duy, để mà tu thiền mới được, chứ không có danh sinh cầu nguyện được, không có lại lục được, không có tụng kinh không mà được cái gì hết. Tụng kinh không có được cái gì hết, tụng kinh giả là minh Phật chỉ lý, tụng kinh là và phải tìm những cái lý của Đức Phật dạy, rồi phải tham thiền, rồi phải lấy cái trí mà quán chiếu, mà tư duy rồi phân biệt rồi nhận thức rồi mới là tiếp nhận cái giáo lý đó, cái giáo lý đúng đắn đó, cái giáo lý nó đem lại cho mình cái sự an lạc hạnh phúc gọi là cái bàn đó, thì mình mới lấy. Còn bằng mình nhận thức, mình tiếp thu rồi mình phân biệt rồi tư duy thấy nó không có đúng chân lý, không đúng cái lẽ phải, thì mình bỏ đi. Do vậy mà cần phải tham thiền đó. Tôi nhắc là các Phật tử vậy, các người kiểu là thôi, chắc là đây là tụi tôi muốn nói trong cái phạm vi của đạo Phật vậy. Chứ trên cái cõ đời này thì người ta có quyền tự do tín ngưỡng mà. Tự tín ngưỡng theo cái của người ta thích. Người ta có quyền tự do tôn giáo. Người ta theo cái tôn giáo mà người ta thích. Người ta có quyền tự do ngôn luận. Người ta có quyền ngôn luận theo cái kiểu mà người ta thích. Vậy thế thì hiện giờ là nhân loại trên thế giới này nó nhiều cái tự do đó. Thành ra là tôi nói là cái tự do tín ngưỡng của tôi. Còn những người không có tự do tín ngưỡng của tôi thì xin đừng nghe. Tôi nói theo cái tự do ngôn luận của đạo Phật tôi. Nếu người nào không phải là đạo Phật thì đừng có nghe cái của tôi nói. Nếu mà các vị mà không phải đạo Phật thì các vị nghe tôi nói thì các vị có thể mít lòng đó. Giữa đạo này với đạo kia mít lòng đó. Nhưng mà tôi đâu có mời các vị nghe đâu.
Các vị muốn nghe cái thử chơi là nếu trúng rồi các vị chấp nhận, còn không các vị có quyền bỏ và không có gì mất làm cả. Là vì tự do tôn giáo, là vì tự do tín ngưỡng, là vì tự do ngôn luận, là vì tự do dân chủ. Cuộc đời thế hệ ngày nay, xã hội nhân loại trong thế hệ ngày nay là nó có nhiều cái sự tự do nó hay vậy đó. Cho nên là theo tôi thì trên thế giới này đó, thì đạo nào của ta nói mà mình không thích nghe thôi, đừng có nghe là mất lòng, cái đời nó sinh ra đời già nó không. Pháp kim tâm sắc chưa tham nhiễm, lục cảnh vô tư trước lục căn. Câu thơ câu chót bốn câu gọi là tứ tiệt, xác định rõ rằng lục cảnh vô tư trước lục căn. Sắc thanh hương vị xúc pháp nó vô tư trước lục căn, nó không phải là nguyên nhân làm đau khổ cho lục căn. Lục căn là sáu căn, là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Lục cảnh là sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh, pháp cảnh. Lục cảnh vô tư trước lục căn, lục căn vô tư trước lục cảnh, phải học như thế. Bây giờ là các vị và giảng sư của Phật giáo cũng phải nhớ nhớ cái ý tưởng đó mới được. Chứ nói sắc thân hương vị xúc cái mình thốt lên mình nói đó là lục căn là không đúng đâu nha. Giáo sư là phải học cái đó cho kỹ đó. Cho nên tôi xin đọc lại nè. Sắc tánh xưa nay vốn tự nhiên, thanh hương vị xúc hổ tương thanh, pháp kim tâm sắc chưa tham nhiễm, lục cảnh vô tư trước lục căn. Căn với cảnh nó không có tội lỗi gì hết đó. Thế thì cái bài hôm nay đó, cái tựa đề là tham thiền. Cái bài tham thiền này tôi viết ở đây là thuộc địa thứ 8, nhưng mà thành ra khi mà tôi giảng thì nó không có đúng cái bài thứ 8 là kỳ 8, không phải vậy. Thành hôm nay là kỳ thứ từ bên đây là tôi nhắc lại, hôm nay là kỳ thứ 13 mà tôi đang triển khai là cái bài tham thiền thứ 8, mà tôi giảng từ tới kỳ thứ 13 hướng dẫn các vị về cái cấp độ quan cảnh. Cái trọng tâm của bài hôm nay là hướng dẫn các vị Phật tử cũng như là những vị nào mà cần nghe là về quan cảnh. Quan cảnh phải nhớ rằng sắc tâm xưa nay vốn tịch nhiên, thanh hương vị xúc hổ tương thanh, pháp kim tâm sắc chưa tham nhiễm, lục cảnh vô tư trước lục căn. Học cái này có lợi lắm đó. Tư duy đi, quán chiếu đi, thiền định đi, các vị sẽ thấy mình có thể điều chỉnh lục căn của mình trước lục cảnh. Mình tập làm chủ lục căn của mình trước lục cảnh, từ đó mà mình sẽ có được cái sự an lạc. Lần lần mình cởi mở bớt những cái tham sân si mạn nghi, bớt đi cái phẫn hận phu não tật sang, bớt đi những cái thần kiên biệt kiên tà kiên kiên thủ kiên giới căn thủ kiên, bớt đi thì não như mình là mình thành Phật từng ngày từng giờ đó, mỗi ngày mỗi giờ mình có chứng đạo hết chứ mà không có đâu. Đừng có quan niệm rằng là kiến đạo là mình phải thành cái ông gì, mình phải bay được, mình phải lội dưới nước, rồi giống như kiểu mà nói kiến đạo của cái ông Từ Đạo Hạnh với ông Nguyễn Minh Không mà quấn giặt nhau chết nha răng ra dưới sông Tô Lịch á. Cái đó nói tầm bậy tầm bạ, không phải đạo Phật. Tu hành giác ngộ rồi mà còn đánh lộn là cái gì? Mà còn gọi ông đó là những ông tổ mà viết vô trong sách ra trong sử để làm cái gì? Cái thứ đó phải loại bỏ ra. Giờ
nhiều ông mà học mà nói là tiến sĩ này tiến sĩ nọ mà viết sách Phật giáo mà không biết nhận thức. Thậm chí là những ông như ông thần ông thánh ông gì của mình đó mà đi tham lam vô độ mà cũng biết cần loại bỏ ma. Chẳng hạn như giảng kinh Lục Tổ Huệ Năng mà nói rằng là xin một chỗ đất bằng cái tọa cụ vậy đó, mà rồi tới chừng ta cho rồi cái gì lấy cái tọa cụ mình ta vú ra cái nó rộng trùm cả cái quận Tàu Khê, cả cái vùng đất thì bao nhiêu trăm mẫu của ta. Tu hành kiểu vậy thì sao là tổ được là chứng đạo được, gian tham cấp vô linh sĩ. Cho nên là về học đạo là khó ở chỗ đó đó nha. Không phải là ta nói tổ rồi mình nghe tổ, cái đó là kinh nghiệm ta giết bậy. Nó suy tôn một cách tầm bậy tầm bạ, thổi phồng lên để chứng tỏ rằng cái ông tổ của mình là ngon lành. Chứ khi ta còn mình bôi nhỏ mình ma nghĩ ông tổ mình không biết. Như vậy mà học hỏi ra nói tên là tiến sĩ, là thạc sĩ, là hậu tiến sĩ gì nữa, đủ thứ đó, nói tầm cái tầm ba vậy đó. Cho nên là có trình chứ nghe những thứ bằng cấp cao là không có được đâu. Mà cấp cao là phải làm cái việc gì cụ thể lợi ích. Thí dụ như ta học điện bằng cấp cao về điện, ta làm điện là điện cao thế đó, rồi điện trung thế, điện hạ thế, làm đâu là Sài Gòn làm đó, là bằng cấp cao đó. Rồi người ta làm ra là các cái máy móc để xài ứng dụng trong xã hội, chẳng hạn như là các cái chế ra xe hơi, chế ra điện thoại di động, chế ra các cái máy móc xài cao cấp đó, thì ta học như vậy mới gọi là bằng cấp cao. Còn người tu sĩ mà bằng cấp cao là phải dạy cái đạo cho người ta giải thoát giác ngộ cho được thì mới nói là bằng cấp cao. Chứ bằng cấp cao mà học ở đâu kiểu gì đâu biết mà nên nói đạo trật trước hết trơn, mà cũng qua tiến sĩ này tiến sĩ nọ, thì cái đó là những người đệ tử mà có trí tuệ đó, người ta không có phục. Ta không chịu tin mấy cái ông tiến sĩ, hậu tiến sĩ vậy đó, không tin. Tin là anh nói cái gì, anh nói có đúng hay không. Cũng như thầy thuốc cũng vậy, gọi là tiến sĩ, bác sĩ, tiến sĩ, bác sĩ giáo sư là phải trị bệnh, phải coi bệnh cho đúng, và trị bệnh thì làm bệnh thì nó mới là tiến sĩ giáo sư chứ. Chứ anh làm cái việc bệnh thì bệnh tâm được, mà anh nói anh đủ thứ bậc cấp. Thì cái người mà thực chất biết dùng thuốc, biết trị bệnh, người ta đâu có tin được, ta đâu có nghe được, ta đâu có quý những cái ông mà nói nó khác vậy được. Tại cái đó là cái khó giữ lớp đó. Cái người Phật tử phải có can đảm, phải dám nghe sự thật, phải dám biết sự thật, phải gạt bỏ những cái cảm tình vặt vãnh. Như khi mình quý mến bằng cái cảm tình nào đó, cái lời nói trật lất hết mà mình không dám cãi, mình không dám nghe, mình vẫn phục, mình không dám cãi. Mà thứ nhất là sợ tội. Đạo Phật không có bắt tội tập bậy vậy. Anh nói bậy là tôi nói anh nói bậy à. Anh nói không đúng là tôi không nhận, tôi không nhận cái lý lẽ đó. Chứ không có gì phải tội cả. Thế thì cái cách người gọi là hướng dẫn vậy đó. Còn các vị chịu nghe anh chịu thôi sao đó. Chứ tôi thì hướng dẫn từ xa, chứ tôi thấy những từ xa là cái ý của tôi, cái thiện chí của tôi là vậy. Còn các vị không nghe thì thôi. Chứ tôi cũng chẳng cạnh tranh với ai. Tới đây là hết rồi, hết giờ rồi. Xin chúc toàn thể chư Phật vị Phật tử là văn nhị tư, tư nhị tục. Nghe rồi suy nghĩ rồi ứng dụng tu hành, còn cái nào là thấy không trúng là bỏ đi mà không sợ tội. Xin chào tất cả các vị.
Thank you.